Chào mừng các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với nhau trong một chuyên đề nữa trong chuỗi các chuyên đề ôn thi và trung học cơ sở. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về chuyên đề toán trồng cây. Thế đối với bài toán trồng cây là một bài toán mà chúng ta được tiếp xúc với nó từ khi ta bắt đầu ở lớp 3, thậm chí lớp 2. Đã có một bắt đầu tiếp xúc với toán trồng cây ở dạng đơn giản. Trong hôm nay thì sẽ trình bày với chúng ta về các kiến thức cơ bản các dạng toán trồng cây thường gặp và một số bài tập tham khảo có đường link bên dưới phần mô tả trong video trên YouTube. Phần 1. Các vấn đề cơ bản về toán trồng cây Khi giải bài toán trồng cây, các yếu tố quan trọng nhất cần chú ý đó là trồng cây một đầu đường hay trồng hai đầu đường hoặc bỏ cả hai đầu đường không trồng. Đây là các yếu tố chúng ta rất dễ gây nhầm lẫn. Còn đương nhiên, chiều dài đoạn đường khoảng cách giữa các cây là những yếu tố quan trọng không thể thiếu rồi công thức tính khoảng cách số khoảng cách và số cây số khoảng cách giữa các cây bằng độ dài đoạn đường chia sức khoảng cách giữa hai cây đứng liền nhau hai cây gần nhau nhất số khoảng cách này thì không đổi và không phụ thuộc vào việc ta trồng cây ở mấy đầu đường nếu trồng cây ở một đầu của đoạn đường thì số cây bằng số khoảng cách khi trồng khép kín trên chu vi một hình hình đó là hình tam giác hình chữ nhật hay hình tròn những hình ta thường gặp thì giống như trồng cây trên đoạn đường không khép kín mà trồng ở một đầu đường khi trồng cây ở cả hai đầu đoạn đường thì số cây bằng số khoảng cách cộng một khi trồng cây ở cả hai đầu đoạn đường đều bỏ không trồng thì số cây sẽ bằng số khoảng cách trừ đi một chú ý một điều rằng đối với nhiều bài toán chúng ta gặp trên thực tế yêu cầu tính số cây trồng cả hai bên của một con đường thì bằng số cây trồng trên một con đường một đoạn bờ một bên đường và nhân với hai công thức tính chiều dài của đoạn đường thì chiều dài của đoạn đường bằng số khoảng cách nhân khoảng cách giữa hai cây đứng liền nhau số khoảng cách thì có thể thay bởi số cây nó phụ thuộc vào việc trồng một đầu không trồng ở cả hai đầu hay trồng cả hai đầu. Tính khoảng cách cho hai cây đứng liền nhau thì khoảng cách cho hai cây đứng liền nhau gần nhau nhất sẽ bằng độ dài đoạn đường chia cho số khoảng cách. Số khoảng cách ở đây trên thực tế cũng được tính từ số cây tùy vào từng trường hợp cụ thể. Đó là trồng hai bên, trồng hai đầu đường, trồng một đầu đường hay bỏ cả hai đầu đường. Chúng ta sẽ xét một số các dạng toán trồng cây thường gặp. Đầu tiên, chúng ta xét bài 1, một cái dạng cơ bản nhất người ta trồng cây ở hai bên đường của một đoạn đường dài 1.200m biết khoảng cách giữa các cây cách đều nhau là 5m và ở cả hai đầu của đoạn đường đều có trồng cây tính số cây phải trồng cả hai bên của đoạn đường đó đề bài ở đây mô tả chúng ta rất rõ ràng yêu cầu chúng ta áp dụng công thức vào thôi ta tính số cây phải trồng ở một bên của đoạn đường sẽ lấy chiều dài chia cho khoảng cách hai cây liền gần nhau nhất cộng thêm một vì trồng cả hai đầu đường. đáp số của ta bằng 241 cây số cây phải trồng ở cả hai bên của đoạn đường đó sẽ là 241 nhân 2 bằng 482 cây đó là một ví dụ cơ bản và đơn giản về toán trồng cây chúng ta xét tiếp bài toán số 2 bài toán thực tế nó sẽ phức tạp hơn một chút chúng ta đóng cọc rào một khu vườn hình vuông cạnh 60m cách 1,5m đóng một cọc rồi đan nứa rào xung quanh hỏi tiền nứa và tiền cọc hết bao nhiêu biết rằng là một mét chỉ mất ba cây nứa và một cây nứa thì giá 25 mươi đồng và một chiếc cọc thì giá 30 mươi ngàn đồng ở đây chúng ta sẽ tính số cọc tính số cây nứa muốn tính được số cọc muốn tính được số cây nứa thì chúng ta phải tính được chu vi hình vuông trước sau đó tính số tiền mua cọc số tiền mua cây nứa cộng với nhau Và số tiền mua nguyên vật liệu để vào cái vườn này thì chu vi hình vuông chúng ta dễ dàng tính được 60 x 4 bằng 240 m số cọc sẽ là 240 chia 1,5 bằng 160 thì ở trên ta vừa lưu ý rồi khi trồng khép kín trên một hình thì giống như trồng trên đoạn đường hở và trồng một đầu nghĩa là ta có lấy chiều dài đoạn đường chiều dài ở đây chính là chu vi hình vuông và chia cho khoảng cách giữa hai cây gần nhau nhất ở đây là hai cọc gần nhau nhất là 1,5 m chúng ta được đáp số bằng 160 cọc số cây nữa thì là xung quanh cái vườn này như vậy mà cứ 1 mét thì mất 3 cây tất cả là 240 m chu vi thì là 720 cây từ đó các phép tính thông thường chúng ta tính được số tiền mua cọc 30.000 một cọc nhân 160 là 4 triệu 800 000 số tiền mua nữa 25.000 một cây nhân 720 cây 18 triệu đồng tính tổng số tiền là 22 triệu 800 ngàn đồng cần chi phí để mua cọc và mua cây nữa để lao khu vườn này chúng ta tiếp tục với bài toán số 3 bài toán thực tế nó sẽ phức tạp hơn một chút để để cho các bạn một chút thời gian suy nghĩ trước khi chúng ta trình bày lời giải chào mừng các bạn chúng ta quay trở lại một số bạn đã gửi lời giải cho thầy nhưng mà cái bài các bạn gửi nó trình bày nó không rõ lắm mặc dù chúng ta làm đúng ở đây ta có thể tính riêng hai hàng bằng cách là một hàng tính bình thường của mặt hàng thì bỏ hai đầu đi và để trồng so le thì ta sẽ tưởng tượng ta nhập hai hàng của một luống thành một hàng như vậy thì thay vì trồng hai hàng so le chúng ta sẽ trồng trên một hàng và trồng cây ở cả hai đầu của hàng với khoảng cách giữa hai cây gần nhau nhất nó chỉ còn một nửa của khoảng cách trên một luống thôi là 50 chia 2 bằng 25 cm do đó số cây trồng trên một luống sẽ là 400 chia cho 5 bằng 80 cây 5 luống tất cả cho đó chiều dài của một luống sẽ là 80 trừ 1 nhân 25 bằng 1975 cm ở đây là trồng cả hai đầu nên số cây sẽ bằng số khoảng cách cộng 1 như vậy số khoảng cách sẽ bằng số cây trừ 1 chúng ta tiếp tục với bài toán số 4 một bài toán rất thực tế hay gặp nhưng mà chúng ta cũng rất dễ bị nhầm lẫn một chiếc đồng hồ quả lắc mất 6 giây để rung chuông 3 lần vào lúc 3 giờ chiều phải nó mất bao nhiêu giây để rung chuông vào lúc 6 giờ chiều thì rất nhiều bạn khi gặp bài này thì suy luận rất nhanh à, 3 giờ chiều rung chuông 3 lần là mất bao nhiêu 6 giây như vậy một lần rung chuông mất 2 giây và lúc 6 giờ chiều rung chuông 6 lần 6 x 2 bằng 12 giây bài đơn giản chả có gì vâng nhưng mà giải thế thì sai rồi không phải là đánh một tiếng chuông mất 2 giây 2 giây mà thời gian ta nghe thấy rung chuông vào lúc ba giờ chiều ba lần cái là từ cái đánh tiếng thứ nhất đúng không ạ cho đến lúc điểm tiếng chuông thứ ba còn tiếng chuông thứ ba ngân lên bao nhiêu không quan trọng như vậy giống như ta trồng ba cây trên một đoạn đường mà trồng cây cả hai đầu đường thì mất 6 m đây là 6 giây như vậy thì khoảng cách giữa hai cây liền nhau nó chỉ có hai khoảng cách thôi đúng không ạ vì trồng cả hai đầu đường số khoảng cách bằng số cây trừ đi một nó chỉ còn có hai khoảng cách Như vậy khoảng cách giữa lần đánh chuông thứ nhất Đến lần đánh chuông thứ hai Cộng với khoảng cách từ lần đánh chuông thứ hai Đến lần đánh chuông thứ ba là mất 6 giây Như vậy một khoảng cách làm mất 3 giây thôi Khi đánh chuông 6 lần vào lúc 6 giờ chiều Thì số khoảng cách hai lần đánh chuông là 5 lần Như vậy thời gian đánh chuông vào lúc 6 giờ chiều sẽ là 5 x 3 bằng 10 năm giây Rất ít người giải ra Đáp án 15 giây khi gặp lần đầu tiên các bạn đi thi trắc nghiệm thì các bạn nhớ bài này. Chúng ta đừng để mất điểm, đừng để oan vào những bài như thế này. Đây là bài tương đối điển hình của dạng toán. Như vậy chúng ta được vừa đi qua bốn ví dụ. Trong khuôn khổ thời gian thì thầy không trình bày được nhiều hơn. Chúng ta về nhà có thể tham khảo đường link để những bài tập tham khảo để luyện tập củng cố thêm. Chúc các bạn nắm vững thời dạng toán này và có kết quả thi tốt trong kỳ thi vào lớp 6 của các trường chất lượng cao. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ like, comment, đăng ký kênh youtube của chúng tôi, ủng hộ để tôi có thể làm các video sau tốt hơn. Xin cảm ơn.